Fan xót xa khi Thủy Tiên chia sẻ hình ảnh trước và sau khi công bố bị xâm hại tình dục nhiều lần. Thủy Tiên vừa tiết lộ quá khứ đầy nước mắt bị con nuôi của bảo mẫu xâm hại tình dục nhiều lần, năm 10 tuổi, khi lục lại ảnh hồi nhỏ của cô, nhiều fan càng thấy xót xa hơn. Là sao nữ có cuộc sống viên mãn nhất nhì showbiz Việt cùng chồng và hai con, nhưng ít người biết Thủy Tiên có một tuổi thơ đầy cay đắng. Trong một buổi tọa đàm về Phật Pháp, nữ ca sĩ đã mạnh dạn chia sẻ về quá khứ đen tối của mình khi mới 10 tuổi khiến ai cũng sốc và xót xa thay cho cô. Vì mẹ bị bệnh không thể chăm sóc nên Thủy Tiên được gửi đến nhà bảo mẫu, thế nhưng đây cũng là chuỗi ngày bị bạo hành của cô. Thủy Tiên chia sẻ rằng, mỗi sáng thức dậy tôi phải làm việc như giúp việc ở trong nhà, đúng giờ đi học về là phải có mặt ở nhà. Mỗi ngày đều phải ăn đòn hơn 100-200 cây. Cái cây nó to bằng ngón cái mà bị đánh tới khi cái cây tưa ra, không thể đánh được nữa. Chưa hết, Thủy Tiên còn tiết lộ thêm một sự thật ai nghe cũng sốc. Thời gian ở nhà bảo mẫu, khi mới 10 tuổi, cô còn bị con nuôi của bảo mẫu xâm hại tình dục nhiều lần. Từ trước đến nay, Thủy Tiên hai lần chia sẻ hồi nhỏ. Lúc 6 tuổi và 12 tuổi, Thủy Tiên cuối năm lớp 1, cô không nhắc đến chuyện buồn trong quá khứ, mà chỉ kể đến với mẹ với niềm vui. Khi 12 tuổi, Thủy Tiên được mẹ đưa về nhà sau quãng thời gian ở nhà bảo mẫu. Gia đình có truyền thống nghệ thuật nên Thủy Tiên vào tham gia văn nghệ từ rất sớm. Chân dung người mẹ ruột nhất định không chịu ở cùng Thủy Tiên. Chồng mất, bị họ hàng xa lánh, xua đuổi, mẹ Thủy Tiên phải một mình nuôi con và chịu nhiều cay đắng tủi nhục. Nỗi cực khổ ít biết của mẹ ruột Thủy Tiên. Thủy Tiên là một trong số những sao Việt trải qua tuổi thơ khổ cực. Cha mất sớm vì bệnh lao phổi, mẹ con cô bị cả hội hàng hai bên hắt hủi xa lánh. Đối với một đứa trẻ 9 tuổi, việc bị người thân mắng chửi xua đuổi chỉ vì căn bệnh của cha, chỉ vì cha đã qua đời là một điều khủng khiếp. Thế nhưng, người đau đớn tuổi cực hơn Thủy Tiên gấp trăm lần lại chính là mẹ đẻ của cô, bà Ngô Thị Thu Minh. Năm lên 9, chính Thủy Tiên đã từng thấy mẹ mình lặng lẽ gục đầu khóc bên bàn thờ cha. Những năm tháng sau đó, cũng chính cô từng mắt chứng kiến mẹ âm thầm thắp những nén nhang để giữ cho linh hồn cha ở nơi suối vàng không lạnh lẽo. Khi chồng mất, mẹ Thủy Tiên còn rất trẻ, trước sự hắc hủi của bên nội, bà dắt con gái rời khỏi nhà chồng với hai bàn tay trắng. Bà hoàn toàn có đủ điều kiện tìm cho mình một bờ vai khác để san sẻ những vất vả khó khăn trong cuộc sống. Thế nhưng bà không đi bước nữa, bởi bà sợ cảnh con anh con tôi sẽ làm con gái đau buồn hơn. Một mình bà Thu Minh bươn chải mọi nghề, miễn sao nuôi con được. Vì quá lo lắng cho con, cố sức làm việc để nuôi con mà mẹ Thủy Tiên bị đau dạ dày nặng đến nỗi thường xuyên nôn ra máu. Ai cũng nghĩ mẹ cô bị lây lao phổi của cha cô nên cho uống thuốc lao phổi. Càng uống bệnh càng nặng thêm đến mức suýt nữa thì bỏ mạng. Lúc đó hoàn cảnh gia đình Thủy Tiên bi đát đến nỗi mẹ cô không được đưa đi viện chữa chạy mà được đưa vào chùa nhờ nhà chùa cưu mang. Nỗi lòng người mẹ có đứa con sướng ca vô loài. Thế rồi nhờ trời thương, bà Thu Minh dần hồi phục lại tiếp tục bươn chải chăm lo cho con gái. Bà chỉ ước mong nhỏ nhoi là con gái có cuộc sống bình yên giản dị. Hồi Tiên mới học xong cấp 3, tôi muốn Tiên mở shop bán quần áo rồi lập gia đình, xin cho mẹ 2-3 đứa cháu để mẹ ẵm bồng cho vui tuổi già. Tôi chỉ mướn Tiên mở shop quần áo để bán, rồi ban đêm đóng cửa tranh thủ tụng niệm cầu siêu cho ba, cứ như vậy mà kiếm một tấm chồng, đồng vợ đồng chồng mà làm ăn. Thế nhưng, cô con gái duy nhất của bà lại mang trong mình một khát vọng lớn. Tốt nghiệp cấp 3, Thủy Tiên một mình lên Sài Gòn tìm cơ hội. Cô thậm chí còn nói dối mẹ là thi vào trường ngành kinh tế, ngoại thương, kỳ thật là đi học nhạc. Biết chuyện bà Thu Minh giận con lắm, cất công lên Sài Gòn tìm khuyên nhủ con. Nhưng rồi cũng vì quá thương con, bà đành chấp nhận sự lựa chọn của con, dù trong lòng ngổn ngang với lo lắng hờn giận. Lúc hay tin, tôi giận con gái lắm, cũng cất công lên Sài Gòn khuyên nhủ con, kêu con ngừng học ngành này. Người dân ở quê vẫn hay quen nệm sướng ca vô loài, Tiên lại là con gái nên tôi lo lắm. Nhưng rồi khi nghe Thủy Tiên hứa với tôi rằng con sẽ làm sao để ba ngậm cười lên chín suối chứ không làm cho ba mất mặt đâu, thì tôi mới đồng ý. Đến ngày con thành công, bước lên đỉnh cao của sự nghiệp, người phụ nữ tảo tần chịu nhiều cay đắng ấy vẫn không thực sự hạnh phúc. Điều tiếng bủa vây quanh cô gái nhỏ khiến người làm mẹ như bà thắt cả ruột gan. Tuy vậy, bà vẫn giữ niềm tin vào sự mạnh mẽ của con gái. Ở dưới quê này thì ra đường, người ta mặc áo sơ mi kính cổ cao tường hoặc mặc áo bà ba, mà con mình lên đó lại mặc hở hang cũng khó coi.
Nhưng đó là công việc làm ăn của Thủy Tiên, tôi biết nói sao giờ, nhưng tôi không thích. Thủy Tiên nghe tôi tâm sự thì ôm lấy tôi và nói là con cũng không muốn mặc như vậy. Trang phục mà Tiên thích nhất là áo bà ba, nhưng lên Sài Gòn vào nghề thì theo nghiệp nhập gia tùy tục. Mình như vậy nhưng miễn sao mình trong sạch, bề ngoài không quan trọng. Hiện tại bà Thu Minh vẫn ở quê, Thủy Tiên nhiều lần mời bà về ở cùng để tiện phụng dưỡng, nhưng bà từ chối vì mẹ già tôi hơn 90 tuổi rồi, chắc tôi không thể lên Sài Gòn ở với Thủy Tiên được dù rất muốn. Chắc tôi sẽ ở quê nhà Kiên Giang để chăm sóc cho mẹ già suốt quãng đời còn lại. Có thể nói bà Minh không chỉ là tấm gương về đức hy sinh, về nghị lực sống mà còn là hình mẫu lý tưởng cho Thủy Tiên về chữ hiếu, về cách cư xử trong cuộc sống. Đến bây giờ, với Thủy Tiên mẹ vẫn luôn là người cô yêu thương và trân trọng nhất trong cuộc đời. Hai mẹ con không hợp nhau, cứ ở gần là va chạm, là như nước với lửa. Nhưng cứ đi xa mẹ, cô lại thấy nhớ và yêu thương mẹ vô cùng, lại muốn trở về trong vòng tay mẹ như khi còn thơ bé. Vì hai bên họ hàng hắt hủi, mối quan hệ giữa Thủy Tiên và người thân giờ ra sao? Nhiều người tò mò không biết Thủy Tiên và mẹ đã vượt qua nỗi đau, bị cả hai bên họ hàng hắt hủi bằng cách nào. Cha mất sớm, mẹ bệnh tật triền miên, hai bên họ hàng nội ngoại hắt hủi nên tuổi thơ của Thủy Tiên vô cùng cay đắng. Ông bà nội lạnh nhạt với mẹ con cô bởi bố cô bị cái bệnh mà người ta gây sợ. Ông bà ngoại hắt hủi mắng cô là đứa trẻ không cha, ương bướng lì lợm. Thủy Tiên khi đó cảm nhận rõ mình là đứa trẻ bị bỏ rơi, lạc loài trong đại gia đình. Cô từng phải ngủ dưới mái hiên chùa vì không có chỗ ở, từng được gửi cho bảo mẫu nuôi nhưng suốt ngày bị bạo hành, làm việc như ô xin và bị xâm hại tình dục nhiều lần. Khi biết được quá khứ đầy nước mắt của Thủy Tiên, nhiều người khâm phục sự mạnh mẽ của cô. Bên cạnh những lời động viên, có fan cũng tò mò hai mẹ con Thủy Tiên vượt qua nỗi đau trong quá khứ như thế nào, trong đó có chuyện bị hai bên họ hàng hắt hủi. Đáp lại Thủy Tiên viết, chắc là do nghiệp của chị, kiếp nào đó đã sống không tốt nên mới như thế, chứ chẳng phải nội ngoại không tốt em à. Nội chị ngày cưới còn trốn viện về thăm chị sau 20 năm không gặp. Lúc ấy chị khóc nhiều, chắc vì chị đã trở hết ác nghiệp nên giờ mọi chuyện lại tốt đẹp em à. Qua chia sẻ này có thể thấy được tấm lòng bao dung của nữ ca sĩ. Cô không hề trách móc khi bị họ hàng quay lưng. Hơn nữa, việc được ông nội tặng quà trước ngày cưới đã hóa giải mọi nỗi đau trước đây trong lòng Thủy Tiên và khiến cô vô cùng xúc động. Nữ ca sĩ xem đây là món hồi môn quý giá mà cô sẽ giữ gìn cẩn thận đến suốt cuộc đời. Ngoài ra, Thủy Tiên cũng hé lộ mối quan hệ giữa cô và họ hàng giờ lại tốt đẹp. Sau tất cả, Thủy Tiên đã hiểu được giá trị của yêu thương và những tháng ngày hạnh phúc. Nhưng duyên là thế, khi buông bỏ được gánh nặng thì chẳng chuyện gì là còn quan trọng cả. Đã trải qua tận cùng của sự ghét bỏ thì mới thấu hiểu được giá trị của yêu thương. Nếu không có khổ đau thì chắc chắn là người ta không thể nào thấu hiểu được giá trị của những tháng ngày hạnh phúc. Trải qua nhiều yêu ghét rồi mới có đủ sự an nhiên trong nụ cười khi đối diện với bao thị phi được. Đã dám bước qua ranh giới của sự tha thứ rồi thì cuộc đời này có gì mà quan trọng nữa. Cảm ơn những bất hạnh đã đến trong cuộc đời này để mình có thể mạnh mẽ vượt qua. Cận cảnh cuộc sống giàu sang và cách sống khác lạ của Thủy Tiên. Thủy Tiên thích trồng rau, nấu ăn tại căn biệt thự triệu đô. Thậm chí cô còn không ngại sử dụng trang phục đã mặc 3-4 năm để đi diễn và đi sự kiện. Sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, ca sĩ Thủy Tiên đã có được vị trí nhất định trong làng giải trí. Không chỉ có sự nghiệp vững chắc, giọng ca Giấc Mơ Tuyết Trắng còn đang có một gia đình êm ấm và sở hữu khối tài sản khủng khiến nhiều người ao ước. Song đằng sau sự giàu có thường thấy, Thủy Tiên lại có cách sống khá văn minh và tiết kiệm. Trồng rau sạch, tự nấu ăn tại căn biệt thự triệu đô. Bắt đầu từ năm 2014, vợ chồng Công Vinh Thủy Tiên dọn về sống tại căn biệt thự triệu đô ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ ngơi này được hai vợ chồng dành dụm tích góp nhiều năm để xây dựng. Ngoài diện tích 300m² với 5 phòng ngủ, 1 phòng khách, không gian bếp rộng rãi và nhiều phòng tiện ích như phòng karaoke, gym, căn biệt thự còn được thiết kế theo phong cách hiện đại và có đầy đủ những nội thất sang trọng thiết yếu. Đằng sau chỗ đi về lý tưởng của cặp đôi vàng showbiz Việt, rất ít ai biết rằng Thủy Tiên và ông xã đã để hẳn một phần diện tích khá lớn để chỉ trồng rau, củ, quả sạch. Với quan điểm, dù cho bạn có tiền bạc, danh vọng, địa vị, quyền lực đến đâu, nếu không có sức khỏe thì tất cả chỉ là con số 0 khi bạn nằm trên giường bệnh.
Thường ngày Thủy Tiên rất thích vào bếp để tự nấu ăn cho con gái đầu lòng là bé Gạo mang đi học ăn và quây quần cùng con Vinh trong bữa cơm ấm cúng. Và hầu hết những ngày không bận rộn công việc, Thủy Tiên và con Vinh đều cùng nhau chăm sóc vườn rau riêng. Đây là thói quen hiếm có đôi vợ chồng trẻ nào trong làng giải trí có thể duy trì được như Thủy Tiên và con Vinh. Cùng với không gian sang chảnh, Thủy Tiên và ông xã để lại một phần diện tích khá lớn để trồng rau sạch. Những ngày không bận rộn, Thủy Tiên thường vào bếp để nấu ăn cho gia đình. Trang phục được mặc đi mặc lại nhiều năm, song song với căn biệt thự triệu đô, Thủy Tiên còn sở hữu xế hộp tiền tỷ, bộ sưu tập trang sức xa xỉ và rất nhiều món hàng hiệu đắt tiền. Tuy nhiên, trái ngược với sự giàu có thường thấy, trang phục đi diễn của Thủy Tiên lại thường xuyên được nữ ca sĩ mặc đi mặc lại nhiều năm. Thông thường, những bộ cánh Thủy Tiên mặc đi hát, đi sự kiện đều được đặt may riêng theo sở thích. Hầu hết các mẫu váy đầm được thiết kế theo phong cách trẻ trung hiện đại để nữ ca sĩ có thể khoe vóc dáng quyến rũ của bản thân. Nếu là fan ruột và tinh ý, không khó nhận ra Thủy Tiên từng tái sử dụng nhiều trang phục mặc cách đây 2-3 năm. Để không bị chê cũ kỹ, nhạt nhòa, nữ ca sĩ vừa tròn 32 tuổi luôn khôn khéo. Khi kết hợp váy áo với loạt phụ kiện mới hay kiểu tóc, mốt trang điểm được thay đổi liên tục. Bộ đồ Thủy Tiên mặc năm 2012 được cô biến tấu để đi dự sự kiện năm 2015. Nữ ca sĩ giấc mơ tuyết trắng khéo léo kết hợp phụ kiện để tái sử dụng chiếc đầm trắng đã mặc 2 năm. Việc thường xuyên mặc lại đồ cũ để đi diễn, đi sự kiện trở thành thói quen đặc biệt của Thủy Tiên. Và đây là một vài minh chứng cho tài mix đồ của nữ ca sĩ 32 tuổi.